xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mình và ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft và đây là Noob Sinh à. Xin chào. Ok thì ngày mai đồng hành cùng với mình đó là bốn cái cánh cửa. Chào mọi người đi, bốn cánh cửa. Lâu mọi người, mình là cánh cửa Ngọc Lục Bảo. Anh Thanh đã khá mắc bẫy rồi. Trời ơi, đâu Noob đang bảo là bốn cánh cửa giới thiệu đã chứ trời. Đấy, giờ đồng hành thêm nữa đó là ba thanh niên. Chào mọi người đi, ba thanh niên trong Noob Team này. Chào mọi người nhá. Chào mọi người nhá. Đấy, bởi vì là bốn cái cánh cửa đồng hành cùng mình rất là lâu rồi. Đấy, thế là đâm ra cũng lâu lâu phải ưu tiên một xíu nha. Thôi thì chọn cánh cửa thôi. Đấy, Noob em đi. Chọn kim cương. Thôi Noob chán kim cương lắm rồi các bạn ạ. Lapid đi. Thật sự luôn. Đây thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với Lucky Block Marvel. Đấy, có bạn nào không biết Marvel không? Các bạn nào không biết những cái bộ phim siêu anh hùng không? Đấy, hãy comment ở phía dưới nha. Còn bạn nào biết rồi thì cũng comment ở phía dưới. Đúng nhiên rồi, Marvel mà. Đúng rồi, Marvel có Batman nên em rất là thích. Đấy, ui rồi, chưa gì Noob đã được quả búa của Thor rồi các bạn ơi. Ui rồi ôi. Thôi, tôi có thể fly ở đây. Nghe tiếng sấm sét thì ghê quá. Rồi Thor xuất hiện rồi. Đấy, nói chung là chúng ta có rất là nhiều đồ liên quan. Ui, được quần của Thor này. Liên quan đến các siêu anh hùng các bạn nha. Đấy, ngày hôm nay là sẽ có những cái cuộc chiến. Ui. Cái này không cần mặc đúng bộ à? Cái gì mà không? Không, cái này là phiên bản khác. Đấy, phiên bản này phiên bản là mặc tùm lum. Phiên bản là mặc tùm lum. Tổ hợp đúng không? Ui, thêm một cái cây trượng này. Ui. Nhìn nó vẻ ngầu ấy. Ui, mà khi mình mặc vào sao mặc cái gì đấy? Mặc cái mặt nạ của Hắc thì nó xung quanh mình nó kiểu như là có cái slam nó cứ nhảy. Còn mặc cái quần của Thor nó có cái gì đấy, mặt trời à? Cái sáng sáng này các bạn ạ, nhìn hay lắm. Loki. Trời ơi, lần đầu tiên thì ăn thịt thối tăng máu luôn. À, đấy không phải thịt thối, trời đất ơi. Đấy là thịt gọi là thịt cái kiểu như biến dị của Hắc đây. Trời ơi, thanh niên thịt của Hắc à? Thật. Đấy, ăn vào cái đấy. Có rất là nhiều sức mạnh, nói chung là đây là sức mạnh đến từ Hắc. Thanh niên, đúng rồi, dạ, nhìn miếng thịt vào thịt thối hỏng rồi các bạn. Thế là dở rồi. Ôi, em trở thành Black Widow rồi. Black Widow hả? Mắt manh thối. Ua, sexy quá. Khang đã trở thành một người phụ nữ siêu siêu sexy rồi. Ui, chúng ta có áo giáp của Iron Man này các bạn. Ui, áo giáp không thể phá vỡ luôn. Ui, có lẽ rằng Iron Man chính là một nhân tố gọi là bá đạo trên từng hạt gạo đây rồi. À, chúng ta sẽ có gì đây? Cái này là cái chế được đồ của Hắc này, tí thử xem nhá. Rồi, chúng ta có kiếm của Katana của Deadpool các bạn. Đấy, nói chung là các siêu anh hùng ở đây thì mình rất là khoái và đặc biệt là Iron Man. Rồi, ui, có Iron gì Man đây? Có thể fly. Ui, người sói à? Rồi. Rồi chúng ta có cái gì đây? Loki, thần lừa. Ok, thần lừa. Thần lừa đảo. Thần lừa đảo đấy. MC. Thần lừa banh MC. Ui, chúng ta có mấy block của Hắc này các bạn. Ui, xuất hiện ra đồ VIP. Gì đây? Ui. Trời ơi, Epic Marvel. Thôi, cái này tôi đọc thì đọc xong cái từ Epic Marvel tôi thấy cái dòng đằng sau là cái dịch ra tiếng Việt là nổ các bạn ạ. Thôi bỏ nhá. Mấy cái nổ ấy đừng có dùng nhá. Trời ơi, dùng là một cái là thôi lên là banh luôn máy đấy. Mấy cái này là ghê lắm các bạn. Ui, Captain America này. Từ nãy giờ không thấy có vũ khí đây. Nộp được hẳn 3 cái, 4 cái vũ khí luôn ạ. Em hút. Ok. Hút à? Hút cho mình hát kìa. Hút. Siêu anh hùng hút. Đụng ai cũng phải hút. Đúng rồi. Đụng là hút. Ui rồi, đấy lúc nhận được thêm một cái búa nữa này. À, luôn, ui lại thanh kiếm này. Hai cái thanh kiếm này đều à đâu, của một cái của Deadpool, một cái của Blue Death các bạn ạ. Đó, màu xanh với màu đỏ. Đấy. Rồi, Deadpool là bạn biết rồi đấy. Trời ơi, chặt người thành nhiều mảnh nó vẫn là hồi sinh được các bạn. Ghê lắm. Ok, đập máy rồi, chả ra gì, ra gì đấy. Ui, quả mặt của Thor trông tếu thật sự các bạn ơi. Oh my god. Thế cái mặt của Loki mà. Nhìn giống bị bệnh lắm anh ạ. Trăng móc à. Thần lừa. Đâu lúc có cái gì đây? À, đôi giày của Thor bạn này. Ui, tính ra là bộ đồ America, Captain America mình cũng sắp đủ rồi này. Còn thiếu đôi giày nữa đây. Trời ơi, mà chả biết là cái đồ nào cho mình hiệu ứng revival các bạn. Revival là các bạn đã biết rồi. Đỉnh cao đấy. Trời ơi, đỉnh cao của sự bất tử đấy. Là đấy chứ là đâu. Rồi, quả đồ áo búa của Thor. Đó mới được. Đây là áo của Thor này. Trời ơi, tính ra áo của Thor. Mũ của Thor. Thế tính ra là mình cũng thiếu mỗi đôi giày các bạn. Đôi giày của Thor chúng ta có thể thành thần thần thỏ rồi. Siêu nhân chó.
siêu nhân chó. Chó sói gì? Trời có phải siêu anh hùng chó luôn này. Trời anh niên này. Anh niên này tìm ra quả siêu hùng chất lượng thật sự các bạn ạ. Siêu hùng. Trời ơi. Người ta gọi là chó sói các bạn nhá. Nhưng nghe nó khác biệt hoàn toàn. Rồi chúng ta có thêm cái quần của Iron Man. Mình có ui, có cái mũ Iron Man luôn rồi này. Ui. Chúng ta có thể là đây thì nhìn đây là Iron Man phiên bản khác nha, phiên bản đây. Ui giời ơi, ui các bạn ơi, ui giời, mặc quả này vào thôi là mọi thứ xung quanh bốc lửa luôn. Oh my god, Iron Man với sức mạnh của thần Thor. Rồi Iron Man bình thường là các bạn thấy rằng là sẽ sử dụng các cái vũ khí công nghệ rất là tối tân các bạn, nhưng không, đây với sức mạnh của thần Thor nữa các bạn, đây là sự kết hợp của các siêu anh hùng nhá, đây là sự kết hợp của các siêu anh hùng mà. Thật. Ôi giời ơi. Ôi oh my god, chết luôn rồi. Trời ơi. Thần Thor Iron Man đã tiêu diệt được Khang rồi. Cái gì vậy? Tôi chưa biết gì đâu. Ui, mình bay. Gì đã xảy ra vậy? Dạ. Ôi giời. Ui, đấy, sao rồi? Chết rồi, cái này đồ bay. Rồi không, khử xong Khang rồi. Rồi đi khử nhà khác rồi các bạn ạ. Không đem mặc đồ. A ha. Ơi. Ai à? Hắc khỏe quá các bạn ơi, hắc với chúng tôi à, không sao, chúng ta tấn công đi. No. Ui thế đi rồi, ấy chưa đi kìa, ui, hả, thì ghê vậy, đánh núp đi, kịp dùng đánh núp đi, khí đi vỡ đồ kìa, đánh núp đi, núp thì không vỡ đồ các bạn ơi, sao không kiểu như không đánh được chúng mình như núp này, đánh nó còn có trái tim nữa kìa, no. Đánh nó có trái tim hiện lên, okay. rồi luôn, núp đã biết rồi. Có lẽ rằng là chúng ta chỉ cần mặc một món đồ của Iron Man thôi là chúng ta có khả năng bất tử các bạn. Ui ghê vậy. Rồi luôn. Vẫn chết. Đấy, dùng cái gì đây? À bất tử. Ui. Không, do anh. Mày chậm dây chậm. Không chết. Ơ thành niên đâu ấy? Có mỗi cái quần thôi. Dây chậm nhà Vanh này. Ơ thành niên đâu ấy? Nhà Vanh. Ơ thành niên nhà Vanh rồi. À thành niên này. Ui. Ui chạy đâu chết rồi. Gầy quá. Đây chậm. Thế đi đâu rồi? Tại lúc tôi Iron Man cầm búa ho. Iron Man đây. Iron Man với sức mạnh bất tử rồi. Ui. Nhờ bất tử luôn rồi kìa. Không. Đâu. Thôi từ đó mình đi. Bay vào. Ừ. Lúc qua đây phá giường thế này đã không tính sao ạ. Kiểu gì cũng bị vỡ đồ thôi. Thế thì này bọc quả ghê vậy. Bọc quả đến nỗi mình không đập được. Không đập được cái đá này các bạn. Trời ơi. Sao Thor lởm đây, không dùng tay đập được đá đi ra rồi. Trời ơi, lởm yeah. Đi ra. Thôi tôi sẽ phải dùng khổ chế tạo cúp. Vâng, cho dù ngoài chiến trường chúng ta mạnh như thế nào đi chăng nữa. Nhưng với ủa, Iron Man bắn được mà, bắn đi anh. Trời ơi, nhưng đây các bạn thấy đấy, cho dù là mạnh đến như thế nào chăng nữa, chiến trường chúng ta gọi là bất tử như thế nào chăng nữa, nhưng gặp những cục block đá trong Minecraft thì thôi, mọi siêu anh hùng đều tàn phế. Cay thật sự quá. Thấy đấy. Ok, cái ui. Ô. Cái gì? Sao cái này nó ấy được à? Cái này nó triệu hồi được sấm sét mà vừa đánh vào thanh niên núp không bị sấm sét nữa. Ồ hay. À chắc là núp có mặc nguyên một set độ giáp sắt của Iron Man mà. Nên là nó chống. Rồi thanh niên Zeno vẫn chưa về nhà. Bảy màu đang bắt block về. Đang bắt block về kìa. Rồi ok, luôn phải. Về tới rồi. Ui. Sự kết hợp của. Rồi đi luôn. Đâu cho đi, cho đi. Ừ. Bay qua đây rồi. Đâu ấy. Mình bay qua đây nè. Đi toàn kiểu đấm một phát. Ôi bay luôn. Ê. Rồi chậm. Ôi giời. Bắt tiêu luôn. Rồi chậm. Trời ơi. Bây giờ đánh xong rồi bay. Ui. No. Đâu ấy. Rồi. Bay đi đâu ạ? Bay à thôi. Tạm biệt búp bê thân yêu. Thôi, từ từ đi. Làm sao mới lên được. Ui, tính ra là thầy luôn các bạn ạ, sự kết hợp này nó đúng điểm mạnh luôn các bạn. Ui, trời ơi, được của nó đấy. Rồi, chúng ta đã kết thúc game đấu đầu tiên rất là nhanh chóng rồi. Bây giờ mình sẽ đến game đấu thứ hai nha các bạn. Chúng ta sẽ đến game đấu cuối cùng nào. Trời ơi, đời, siêu anh hùng ghê quá. Kim cương. Rồi, núp cho Luli ạ. Núp cho Lapis đây. Trời ơi. Không, quả này không phải quặng Lily nhá, quả là Lapis. Lapis chắc chắn là không phải Lily rồi, mà Lily không phải Lapis rồi. Đó. Rồi ok, chúng ta được gọi là Black Widow. Trời ơi, người hy vọng lần này chúng ta sẽ có bộ giáp bất tử. Ui, nói chung là chính như là chỉ
đâu đó mình vừa lấy mình không để ý rằng là cái món đồ nào, từ lần này mình sẽ để ý xem là cái món đồ nào của Iron Man đấy, nó sẽ cho mình cái khả năng đó là bất tử các bạn ạ. Đấy, ui chứ không mà mấy siêu anh hùng này, tôi thấy không ăn thua lắm bạn. Mấy siêu anh hùng này uính một cái, ui Captain America boot này, ơ dây màu đỏ, ừ đúng rồi, mũ này, ui tính ra tôi sắp được trở thành Captain America rồi các bạn. America America à, đây, chuẩn bị được cái gì đây. Ui xuất hiện hoành tráng đến từ ui khiên các bạn ơi, khiên của Captain. Ui giời thôi, lại đằng sau lại có chữ nổ. Rồi, mấy cái chữ nổ ấy thôi. Nó nổ ra nó cháy luôn à. Trời ơi. Nó nổ ra nó cháy. Ờ đúng rồi. Cái chịu hồi thôi hay sao này, nổ cháy mất tiêu luôn. Ui. Vậy là chết rồi. Tính ra là có mình đã đập một lúc rồi, đã sắp được ấy rồi này. Sắp được nguyên một set đồ của Hắc rồi này. Nhanh thật. Wow. Đúng kiểu đưa hết luôn các bạn. Lapis ngày hôm nay là đúng không làm cho mình thất vọng rồi. Mình tưởng là Lapis là một cái gì đó rất là ám ảnh. Cái này nó ấy cái đánh sấm sét có lửa đúng phải dập đi. À thế á. Ui. Ừ. Ghê thật. Nó phát hiện vĩ đại thật luôn. Mày nhưng mà ai cũng biết đúng không? Không, không ai biết cả. Không ai biết nhá. Không ai biết cả. Lần đầu tiên nghe luôn mà. Đây lúc đã trở thành Captain America rồi. Nhưng mà mình thường là Captain là phải dùng khiên các bạn đây. Nhưng mà thôi mình không dám dùng kiếm à. Không dám dùng đâu thật. Thật sự là dùng là nó sẽ có nguy cơ đó, chúng ta sẽ bị crash game bạn. Sợ lắm nên thôi bỏ đi. Ui, chúng ta có Thor này. À, tính ra là kiếm mấy cái ui đấy lại. Ô, chúng ta lại có à đây là của Loki các bạn đây, thằng lừa. Chúa lừa. Thằng lừa. Ui, cái gì đây? Của Deadpool à? À mà không biết là Deadpool này có khả năng đấy, à đấy, Iron Man này. Đó, Iron Man là cái quần sẽ được fly với cả cái đúng rồi, fly. Ở xem nào, có cái gì không? Để tôi xem nhá. Từ mặc của Deadpool xem có khả năng à không. Đáng nhất là Deadpool mới có khả năng bất tử mới đúng các bạn ạ, bởi vì Deadpool có khả năng hồi sinh mà. Trời ơi. Mà không sao, chắc là Iron Man. Mà mình cũng thích Iron Man mà. Sao? Iron Man. Ui. Ui có Vision này. Vision nè. Ờ à, đúng rồi. Vision ấy sẽ xem máy. Toàn năng à. Ờ xe máy Vision. Vision xe máy. Ủa này. Honda Vision ấy. Trời ơi, có khả năng đó là nói chung là có một viên đá các bạn ạ. Ôi. Thử chế tạo ra. Chêu thì thôi bạn ơi, không phải xe máy Honda Vision đâu nhá. Trời ơi khổ. Ơi không chế được đồ, trời ơi. Cày thế nhở. Thế ra được Block Vision Block này. Để cho vui các bạn. Chắc là để cho vui thôi. Ua, đấy đây này. Đấy viên đá là để trên đầu này các bạn. Nhưng mà thôi, bỏ đi. Đá. Sao Stone. Ua. Ủa, có fly gì đây. Captain America. Cái gì đây? Nó là quy đâu? Ờ, đây đây. Ui. Giờ mới đập được ra cái gì nhỉ? Cái búa của Thor. Ờ, đúng rồi đấy. Nó vừa lấy đập được cả đống à, nhưng mà bây giờ đúng kiểu hiếm luôn bạn ạ. Hầu như là trận thứ hai nào mình cũng kiểu như bị đen đấy. Không phải bị đen mà đập ra được đồ VIP, tỷ lệ ra đồ VIP rất là thấp. Ý trời được các bạn. Ý trời. Chắc chắn rồi. Ồ cái gì đây? À của Hắc các bạn ơi, Hắc là cho mình những cái miếng thịt thì phải. Miếng thịt đột biến. À không ai, ui cái này vẫn là cái nổ của bạn này. Như là đập ra sấm sét ghê vậy. Ăn vào sẽ rất là no. Blue dead. No. Ui. À Thor này. Chúng ta cần bây giờ là đôi giày của Iron Man. Rồi, cái đôi giày nó cũng không cho mình ứng bất tử đâu các bạn ạ. Thế thì chắc là cái áo hoặc cái mũ hồi nãy là nó sẽ cho mình cái khả năng đó là revival các bạn. Ờ, bảo sao ạ? Bảo sao thanh niên vanh hay là mấy thanh niên kia chỉ có một món đồ là đi luôn. Rồi, quánh cho không trượt phát nào. Mình có mỗi quần bay được thôi. Ờ. Hình như cái nào cũng bay được ấy, chỉ cần một món hay sao ấy. Chắc vậy. Chắc là như vậy rồi đó. Wow. Được cái gì xinh lè đây của Hắc à? À chế tạo đồ Hắc. Ồ này rồi, mũ rồi các bạn ơi. Mũ à, chúng ta thử mặc mũ vào. Mũ cũng không có hiệu ứng revival các bạn ạ. Thế thì bây giờ chỉ còn cái duy nhất đó là cái áo. Ngoài cái áo nó giữ cái đập rồi, hết hai cái cách rồi không thấy một cái gì luôn. Nói năng lượng. Ui. Nói năng lượng. Ui, thế thì rồi ok, rồi chắc là mình không
mình không có trận này mình không có duyên trở thành Iron Man rồi. Ok, ta sẽ mình có vũ khí cho chúng ta. Ôi có cây gậy này. Cái quyền trượng này. Ui thanh niên nào. Ôi, thanh niên nào đây? Thanh niên Khang nhá. Ê đây. Chết rồi. Thanh nào vừa đánh như đâu ấy? Em đã làm gì đâu? Ông Khang đi nhầm nhà. Nhà mình nhà nào nhỉ? Đi em đi thôi, mình nhà đường ăn. À qua đây tôi đuối nhà, qua đây tôi qua. Nhà này. Ông Khang về nhà đi ô. Em lại quên nhà mình rồi. Nhà em đi rồi sao ấy? Nhà Giang. Thanh niên mấy thanh niên đều không nhớ nhà mình ạ. Trời ơi, không nhớ nhà của mình là hỏng rồi. Sập. Cái vision này cho mình cái gì đấy? Ô, cho gì các bạn? I'm a Superman. Wow. À nhầm. À Captain America chứ. Wow. Các bạn thấy không? Ô, đây. Ôi, đây rồi, mang. Ấy chết nhầm nhà rồi. Đi thôi các bạn. Ấy, không cần giường. Ấy, tuyên bố tôi không cần giường, tôi tự phá giường tôi luôn rồi. Tao quay vào đây đánh đi, đánh nhau. Đấm quả năng. Đấm quả năng. Ôi nút, ôi cái của em rồi. Bị đói đồ kìa. Hình như nút cầm cái đó bị đói đồ nè. Ôi ôi. Đấm quả năng. Ôi bị đổi đồ. Đấm quả năng. Ừ nhưng may không bị đổi đồ. Tao mỗi đâu không được bay vậy. Ôi hay xe. Rồi em cũng lỗ kìa. Ai ai chấp mượn một món bay đi. Không thể nào đánh được. Đấm quả năng. Chết rồi, rồi xong luôn. Người yếu. Đấm quên đây. Đúng rồi, cái búa của tôi chưa được. Rồi, búa chết rồi. Chúng ta phải đi phá. Cái đấy nhờ, ôi. Cái gì mà xỉn thế. Sao? Hốc của thanh niên núp có cái gì đánh ấy, cứ đổi. Ta là đảo lộn. Ui thôi vay ạ, núp thấy vay mặc đồ đấy rồi chúng ta kết hợp thành hai Iron Man tiêu diệt đi. Chứ giờ là đấy nó mất thời gian lắm. Ui ôi, ai đây? Ui ôi. Ai đây? Ôi hai Iron Man đi quýnh một người kìa. Ơ cái chết rồi. Hên quá chưa bị đổi rồi. Ôi rồi xong đổi luôn. Kiếm này em quyền đấy. Này. Cho tên nó test thành nghiệp cái nào. Rồi xong. Thôi em chạy đi. Rồi phải rồi nha. Đuổi. Đuổi này banh này. Banh này. Ui ôi. Đơn. Cái này chủ nhưng mà thanh niên lúc đánh có đảo lộn đồ. Đơn. Chết rồi. Rồi chết rồi. Cái thế nhờ. Có cây trực quyền năng mà. Đây kim cương của ai đây? Của Vanh. À rồi, Vanh thì mất tử các bạn ơi. Đây qua bên này xử lý thanh niên nào. Thanh niên này lại bảo vệ đá này. Sao này. Thế đâu rồi nhảy đi. Từ nãy giờ không kịp. Rồi luôn, không có cúp rồi. Vanh ra đây nó bảo ra, đứng đây. Đâu? Nó có cách. À đứng để nổ á, đánh để nổ. Quyền năng mà, đâu đứng đây. Không nổ được đâu. Đâu? Đây. Đứng rồi. Để dây nó test thử thanh kiếm mấy triệu sức tấn công cái nào. Đập được tận mắt được test đây. Rồi xong mất luôn à đây. Rồi. Đấm quyền năng tới đây. Đấm quyền năng. Đấm quyền năng. Đấm đi. Rồi, xong test luôn. Cái này test luôn. Tính ra là cái này còn mạnh hơn cả cái búa của Thor luôn đấy. Cái này có khả năng đổi đồ. Đánh mấy thanh niên đi đổi đồ phải không? Cây đúng rồi. Đánh đi đổi hết đồ luôn. Đúng kiểu khó chịu luôn bạn này. Trời ơi. Không, núp nói chung là chỉ cần dính xét thôi. Núp mà tự nói chung là đánh mọi người ở gần là lúc cũng dính xét là auto cũng bị đổi đồ này. Này nhìn đấy. Lúc cũng bị đổi này. Nói chung là cứ cái xét đánh này là bị đổi. Trời ơi, chung là ghê. Được các bạn ạ. Đỉnh thật. Quả cây trượng này được. Đáng đồng tiền bán gạo đấy. Trời ơi, biết thế là trận vừa nãy mình cứ tưởng nó cùi các bạn. Hóa ra là không cùi xíu nào luôn. Ok thì có lẽ rằng clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc thôi bạn ơi. Đó thì ngày hôm nay là mình đã đập xong cái Lucky Block siêu anh hùng rồi. Marvel các bạn ạ. Rất là xịn sò. Và nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của Núp nha. Và đừng quên là comment cái bài phía dưới. Và đừng quên rằng là qua kênh của tất cả mọi người trong Núp Team ấn đăng ký ủng hộ nha. Và xin chào gặp lại. Bye bye. Bye bye.